Ở vậy sư lạnh lắm hả? Ở đây nó lạnh dữ lắm. Wow. Biết đó. Quý vị nhìn thấy Trời ơi. wow, Cái đó là sương mù hay là cái gì vậy sư? Tại tuyết tại ông nhậm hôm nhìn cái nhánh cây kìa, nhìn cái nhánh cây kìa. nay cây có tuyết đó anh. Dạ, nhưng mà ở dưới kia nó cái gì mây hay là cái gì ai đốt Mây mây nhà mây gì trốn, đó. tại vì tôi đang ở độ độ ở trên núi, tôi độ cao 1.200 m, cho nên nó là tuyết, bữa nay là tuyết kinh dị vậy. Vậy là có thần thông đằng Wow. đẹp như bức tranh nhưng mà lạnh khủng. cũng nhớ lớp này là cũng nhớ lớp. Bên Thụy Sĩ có khả năng là cuối năm này là chích cái vaccine mũi 3, Pfizer rồi Moderna rồi bên Việt Nam có cái Sinopharm, thì mỗi cái vậy nó cũng tùy cơ thể mỗi người mình, nó có phản ứng khác nhau. Tôi chích cái Pfizer tôi không có bị giật, nhưng mà tôi nghe mấy người chích Moderna bị giật. Có điều tôi đâu có thích chích, mà có điều cũng phải bây giờ kêu chích mũi ba cũng phải đã bị chích. Tại sao vậy? Bởi vì nguyên nhân sâu xa nhất đó là sợ chết. À, còn nguyên nhân gần chút đó, là tại vì mình không chích là mình đi đứng rất là khó. Ví dụ như tiệm tùng quán xá mà mình bước vào đó, rồi có nhiều chỗ thì họ chỉ bắt mình đeo khẩu trang thôi, nhưng mà có nhiều chỗ thì họ bắt mình phải xuất trình cái chứng nhận là mình đã chích vaccine mũi 2. Vaccine mũi 2 không muốn chích nhưng mà phải chích để có cái chứng nhận đó, đó. Để có cái chứng nhận đó. À, bây giờ có để ý rồi. Tôi bắt đầu bài bài pháp bằng cách tôi nói tới vaccine này, có nghĩa là mình không có thích chích à, nhưng mà vì có một cái lý do đặc biệt phải chích. Đây cũng vậy, cái giáo lý nó thật ra nó chỉ trừ ra một cái người đặc biệt là họ có cái túc duyên quá khứ, túc túc nghĩa là xưa đó, túc duyên gọi là cái tiền nghiệp đó. Họ thiết tha với giáo pháp, họ vừa nghe nói giáo pháp là họ muốn tìm hiểu, và khi học thì họ thấy thích thú, hoan hỷ. Nhưng mà nó có trò thứ hai nữa là mình không có lập tức hoan hỷ thích thú trong cái giáo pháp, nhưng mà vì cái nhu cầu tu học phải ráng mình học, bởi vì trong kinh có kể có những cái hạng người có mặt ở trên đời này, có những người thì họ tu tập là vì họ sợ ác, sợ cái điều ác, có người họ tu tập là vì họ thích cái điều thiện. Tu tập thì thích cái điều thiện. Đây là lý do vì sao, mà khi mà Đức Thế Tôn ngày lên trên cõi trời đó, ngày thuyết tại A Di Đàm, thì cái chuyện đầu tiên đó là ngày nhắc đến pháp thiện trước. Nhắc đến pháp thiện trước, bởi vì đối với chư thiên trên đó là cái chuyện đầu tiên là phải cho họ nghe pháp thiện, bởi vì cái thế giới chư thiên nó không có phức tạp, không có nhiễm nhương rối rắm bạo hành bạo lực tội lỗi nhiều như ở dưới cõi mình. Cho nên đối với chư thiên chưa gì hết mà nói đến cái điều ác, điều xấu, điều bất thiện đó là họ bị sốc. Cho nên, mà đối với cảnh giới chư thiên là họ thích nghe cái điều thiện trước, không thích cái điều thiện. Còn có điều cái ác đối với chư thiên đó nó xa lạ lắm, mặc dù là nói tới phiền não thì họ hiểu, nhưng mà nói tới cái điều ác kiểu như sát sanh trộm cắp thì, hoặc là cái quả xấu của sát sanh trộm cắp như là bệnh tật yếu mệnh nghèo khó rồi đó, họ nghe họ họ không có hiểu, mà đối họ nó mơ hồ luôn. Nhưng mà đối với cõi người mình thấy cũng có hai hạng, có những người đẻ một điều đẻ ra gọi là ngậm thìa vàng, đẻ ra gọi là xuất phát từ vạch đích à, thì là họ nghe pháp cũng phải cho họ nghe một cái cách riêng. Còn có những người mà họ cuộc đời họ từng trải qua những hoàn cảnh, họ từng kinh qua những cái chuyện đau lòng, tiếng Phạn gọi là Vyasana, thì họ lại có cái họ cần được nghe giáo pháp theo cái cách khác nữa. Cho nên chúng sinh ở đời được có hai hạng. Ở đây cái hạng mà không tu không có nói, mình đang nói cái hạng tu đó. Một là họ tu là vì họ sợ nhân ác, sợ quả ác,
quả xấu. Còn có người họ tu là vì họ hoan hỷ với điều thiện, họ thích cái quả thiện, thích thú được quả thiện, thích thú được nhân thiện, đúng không? Đây là hai hạng. Thì đa phần, mình phải hiểu ngầm, đa phần chúng sinh thì sợ, do sợ cái điều sợ ác, sợ cái điều ác nhiều hơn là thích cái điều thiện. Mặc dù được hưởng quả thiện ai cũng thích hết, nhưng mà nếu mà bỏ lại bằng cân thì cái số người mà sợ cái quả xấu nó nhiều hơn là cái số người mà thích cái quả lành. Các vị tưởng tượng đi, ví dụ như mình có thể mình sống nghèo chút cũng được, không cần phải giàu, nhưng mà sợ nhất là gì? Sanh ly tử biệt, bệnh hoạn, tù tội, nói chung là chuyện xấu đó, thị phi tai tiếng, thù quát, họ sợ lắm. Cho nên là đó là cái động cơ, đó là cái động lực để cho người ta tìm đến Phật pháp. Cũng giống như hồi nãy tôi nói, cái chích đi đưa cái vai cho người ta chích thuốc không ai thích hết trơn, nhưng mà vì có một lý do đặc biệt nào đó mà mình phải cắn răng mình chích hết mũi 1 tới mũi 2 tới mũi 3. Nhớ cái đó. Thế là vì hai lý do, vì một trong hai lý do, một là sợ cái nhân ác quả ác, hoặc là thích cái nhân thiện cái quả thiện, mà người ta tìm đến Phật pháp. Mà có một chuyện ở đây tôi muốn nói, có nghĩa là hệ nói đến Phật pháp ấy, là mình phải nói đến cái gọi là kinh kệ. Cái này chúng tôi nói theo bộ Bút Lắp Bà Nhã Tý nha, cái tinh thần của Bút Lắp Bà Nhã Tý, mà nhưng mà nói bằng hình ảnh và ngôn ngữ của người hôm nay. Trước hết tôi nói bằng cái chuyện của mình trước đi. Hãy nói đến chuyện tu học á, thì ai cũng nói đến chuyện kinh kệ. Nhưng mà tôi nói này là các vị nghe, các vị giật mình. Trong chúng ta đó, có những người đó có kinh mà không có kệ. Có những người có kệ mà không có kinh. Có những người có cả kinh lẫn kệ, có những người không có nào hết. Có kinh mà không kệ là sao? Là có cái lòng tu. Nhưng mà tôi gọi lòng tu đây tức là những cuốn kinh đó, có lòng tu. Nhưng không có kệ đây có nghĩa là không có cái chỗ chứa. Chữ kệ nó có nhiều nghĩa. Kệ đây là kệ ngôn. Mà kệ đây nghĩa là mặc kệ. Mà chữ kệ đây có nghĩa là cái giá sắt. Để nói theo bộ Bút Lắp Nhã Tý. Thì có lòng tu, nhưng mà không có dọn sẵn cái bối cảnh, cái môi trường, cái điều kiện thích hợp để mà tu. Nghe ai ngồi thiền thì cũng thích, nghe ai mà xuất gia thì cũng thích. Thích thì bỏ đó thôi chứ không có dọn lòng. Nghe ai học giáo lý cũng thích, nhưng mà thích để đó thôi chứ không có dọn lòng để học. Tức là họ có tâm á, có tâm tu, có tâm học, nhưng mà không có dọn, không có dọn lòng, không có tự tạo điều kiện, tự tạo cái bối cảnh để mà tu học. Thì cái hạng này gọi là có kinh cũng có kệ, tức là có mấy cuốn sách mà biết để ở đâu. Còn cái hạng thứ hai đó, có kệ mà không có kinh, có nghĩa là họ là tăng ni tu sĩ, hoặc là họ là người cư sĩ, nhà có phòng thờ, có tủ kinh, có tượng Phật, có chuông mỏ đầy đủ, tức là có bối cảnh đó, nhưng mà lòng tu thì không có. Vì cái hạng này được gọi là có kệ mà không có kinh. Có kệ mà có, là có cái kệ là có cái chỗ định, có cái giá, để giá sách, nhưng mà không có gì để chứa trong hết. Nhưng mà họ có bối cảnh, họ có môi trường. Rồi cái hạng thứ ba là có cả hai, cái này không cần giải thích rồi, có cả hai, có nghĩa là có lòng tu và cũng tự tạo bối cảnh, tự tạo môi trường. Như một cuốn có Lập Nhất Thiết Được Một Ngày Dạy, có những người con chuột ấy, nó sống ở hang, nhưng mà nó ở hang của người ta làm sẵn rồi, nó vô nó ở. Cái hạng này giống như là có những người nghe người ta giảng tới đâu tu tới đó, chứ không có trao dồi kiến thức giáo lý. Đó là ở được hang người khác, chứ còn bản thân không có tự đào hang. Ta bài nhiều thì làm nhiều, thì gặp người ta dạy niệm Phật, dạy niệm hơi thở thì về niệm Phật, niệm hơi thở. Người ta dạy tâm từ, dạy sao làm vậy, chứ còn không có trao dồi kiến thức giáo lý. Cái hạng này gọi là chuột ở hang mà không có đào hang. Rồi cái hạng thứ hai nó đào hang mà không có ở, có nghĩa là làm cái hang cho đã rồi đi lông bông ngoài, không có vô hang ở. Cũng vậy, có những người trao dồi kiến thức giáo lý, hoặc là nói thêm chút nữa là cũng tự tạo môi trường, tự tạo hoàn cảnh ngon lành, nhưng mà để đó cho vui thôi. Có rất là nhiều vị tăng ni cũng ở một cái chốn già lam phạm vũ thanh tịnh, nhưng mà trang bị một cái phòng thiệt là đẹp để chi, để ngủ trà chơi lan. Có, nó có vô Facebook gặp hoài, đã gì còn khoe đó chứ.
kiếm ở đâu có gốc, gốc lũa, lũa trong rừng mình biết lũa không, lũa thành mấy gốc cổ thụ danh mộc á, danh mộc rồi cái thợ nó đem về nó mài dũa rồi nó đánh bóng lên, rồi cái biết mua hay là ta cho không biết, tha về để tịch thất, rồi bày cái mâm trà phía trên cũng treo tượng Phật tượng Bồ Tát, kế bên cũng để cái tủ kinh cho vui vậy đó, rồi suốt ngày cứ ngồi uống trà, uống trà ra tứ lan vô uống trà, vậy được tự nhận là tu. Thì cái hạng này được gọi là có hang mà không có ở là vậy đó. Tức là có trú xứ ngon lành, rồi thậm chí có học giáo lý cũng biết này biết kia, nhưng mà không có một cái đời sống tương ứng với cái mình có, không có tương ứng với cái mình học, không có tương ứng với cái môi trường sống của mình. Thì cái hạng này có hang mà không ở. Cái hạng thứ ba đó, cái hạng thứ ba đó là có cả hai, có hang và cũng ở hang. Cái hạng thứ tư thì khỏi nói rồi, không có hang mà cũng không thèm ở hang luôn. Cho nên đó là tôi trở lại cái đề tài của buổi giảng hôm nay, có nghĩa là có hai hạng người tìm đến với cái giáo pháp này. Cái hạng thứ nhất là đến với cái giáo pháp này đó, là vì sợ cái nhân ác, sợ cái quả ác mà tu. Cái hạng thứ hai là vì thiết tha những cái nhân lành, mong mỏi cái quả lành mà tu, mà phải có một điều kiện, phải có cái điều kiện tâm lý, phải có cái lý do, một cái động lực tâm lý như vậy đó thì mình mới tu học được. Và buổi sáng hôm nay cái chính không phải là tôi nói cái vụ kinh kệ, không phải, mà tôi muốn nói cái chuyện khác. Đó là trong thời gian này chúng tôi cùng lúc giảng hai lớp, lớp intensive và lớp đại chúng là thứ hai đó, và cũng có những bà con nhắn tin cho chúng tôi biết là họ đuối sức rồi, họ theo không nổi, bởi vì họ không nhận, nhưng mà mình tôi biết bị họ mới căn bản mà từ hồi đầu mình đã hò hét mà nó nhớ thuộc lòng cái này, nhớ nắm cái này cho chắc nè thì mới đi nữa, nhưng mà họ cứ là ham đi xa đi nhanh, rồi cuối cùng thì bây giờ họ bị gọi là hỏng chân, bị hụt chân. Và họ còn than riêng với chúng tôi đó là tại sao mà kinh nói thời Đức Phật sao đơn giản quá, nghe cái câu đắc lì của mình giờ phải học nhiều quá vậy là sao. Rồi cũng nghe mấy vị khác, mấy băng giảng người ta đâu có rắc rối, khó hiểu, khó nhớ những cái rung này của mình. Thì tôi đã nhớ, tôi đã trả lời thế này: có hai cái hạng người mà tìm đến cái giáo pháp này mà chuyên tâm học giáo lý, có hai hạng. Cái hạng thứ nhất là vì cái túc duyên tiền nghiệp của họ là bậc trí tuệ, họ không có dễ dàng chấp nhận một cái đường lối tu học nào mà không thông qua cái sự thấm thía tìm tòi nghiên cứu cặn kẽ chi tiết sâu rộng, họ không có chịu, mà họ phải là đi theo cái kiểu mà vậy là chi ly rõ ràng rồi họ mới theo cái con đường đó. Đó là cái hạng người do cái cơ tánh, cái túc duyên của họ là bậc trí tuệ, bậc đa văn. Nhưng mà nó có cái hạng thứ hai, phải học giáo lý, bởi vì cái vấn đề của họ nó nhiều quá, cái vấn đề của họ nhiều quá. Khi mà mình không học giáo lý đó, mình thấy nó sướng thiệt. Để có nhiều vị thầy cũng suối là mình tu, mình chỉ một pháp môn đó là giữ tâm như rỗng rang nào vậy đó, cư trần bất nhiễm, đối cảnh vô tâm vậy đó, nghe thì sướng thiệt, nhưng mà tới lúc mà ngồi xếp bằng lại đó, thì nó thấy nó tầm lưng chuyện, nó hoang mang, nó nghi hoặc, nó phân vân, nó hoài nghi đủ thứ chuyện hết. Chuyện đầu tiên là mình ngồi xuống mình không có biết được cái tâm nó vô hình vô tướng, mà mình không biết nó nằm ở đâu. Mình ngồi xuống một cái là nó lăn xăng, nó nghĩ tùm lum hết. Mà mình, khi mà mình kịp nhận ra nó đang phóng đó, thì mình không biết sao kéo nó về, mà mặt mũi cái tâm mình đâu có thấy nó đâu. Nếu mình có người có học giáo lý thì biết là đây là tham, đây là sân, đây là ngã mạn, đây là bủn xỉn, đây là ganh tị, thì đơn giản biết bao nhiêu. Còn đằng này không có học, cứ nghe lời thầy cứ xếp bằng lại giữ cái tâm rỗng rang vậy đó. Nghe thì khoái thiệt, nghe nó đơn giản mà không được. Là chưa kể học ba mớ rồi mới nhận ra một chuyện nữa, có nghĩa là không học thì không biết gì hết, mà không biết gì thì mình cứ tưởng là mình không có gì thắc mắc. Đấy, mà khi mà mình không có biết gì và tưởng là mình không có gì thắc mắc là mình ngon, nhưng mình quên chuyện thế này. Ở đời đó, có cái người họ không thắc mắc là vì họ thông,
họ thông nên họ không có thắc mắc. Còn hạng thứ hai là không thắc mắc vì họ không biết cái gì hết, lấy gì thắc mắc. Đó, cho nên lúc mà đầu khi mà mình chưa có gặp chuyện mình thấy mình không thắc mắc gì hết. À, mình tưởng là mình đã thông rồi. À, bây giờ mình chỉ học lời thầy một hai pháp môn đơn giản là được rồi. Nhưng mà không có điên đâu, không có điên đâu. Khi mà ngồi với riêng mình nó nhận ra đủ thứ chuyện hết. Ví dụ như mình hoang mang không biết hà tiện, kiểu như mình vậy là hà tiện hay là tiết kiệm đó. Mình nó biết người như mình vậy nên nó là rộng rãi hay là mình hoang phí, cái này tôi nói hoài. Rồi biết mình là mình sòng phẳng hay là mình nhỏ mọn, mấy cái này mình cái không nhận ra được. Mình biết ví dụ như bây giờ mình bị người ta chơi gác đi. Yeah, hoặc là mình thấy người ta có vẻ chơi lấn mình không? Để cho mình tốn kém nhiều hơn người ta là mình chịu không nổi rồi không? Từ chỗ ngồi, từ cái miếng ăn, từ cái ly nước mà mình thấy nó gác mình chịu không nổi, mình phải lên tiếng phản ứng. Nếu mà mình là người mà không có tu học thì thôi mà quả lúc, nhưng mà nếu mà mình có một chút huệ căn cũng phải biết nghĩ lại chứ. Mình thắc mắc, ủa cái đó là sao ta, cái đó là sòng phẳng hay là cái đó là do mình nhỏ mọn. Bị đối với một người có học thì họ biết rõ cái đó là nhỏ mọn hay là cái đó là sòng phẳng, công bằng. Có những người yêu cái sự công bằng, họ không có chịu cái sự mà áp bức. À, nhưng mà cũng có trường hợp là do mình nhỏ mọn, mình toan tính ly chi lúc chút, ly chi lúc chút. Mà nếu mà không giáo lý thì nó khỏe quá rồi, đằng này không học giáo lý. Cho nên mù tịt, mình không biết gì về mình hết. Nhớ cái đó. Cho nên có hai hạng người tìm đến nhờ pháp này mà học giáo lý. Cái hạng thứ nhất là do cái bản tính trí tuệ. Họ chỉ chấp nhận cái con đường hành trì nào mà bản thân họ đã có tìm hiểu, đã có đào sâu mở rộng, bản thân họ tự họ tìm thấy cái sự thuyết phục ở đâu đó trong giáo pháp thì họ mới theo. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà thứ hai là phải học giáo lý để mà giải quyết những vấn đề rắc rối của mình. Đây là chính là nội dung mà tôi giảng sáng nay đây. Thật ra cái gì biết nhiều lần, mà rất nhiều lần tôi nói cái con đường giải thoát á, nếu mình muốn nói nó rắc rối cũng được, mà nói nó đơn giản cũng được, nó tùy căn tấm của mình thôi. Bên con đường giải thoát nó giống như con đường rừng vậy nè. Quý vị đã nghe cái chữ con đường rừng là quý vị hiểu rồi. Con đường rừng là con đường nằm trong rừng, mà con đường đó là nó đưa mình ra rừng hay là đưa mình vào rừng là do mình quay mặt về hướng nào, chỉ vậy thôi. Còn đang có mặt trên con đường đó mà cái mặt mình quay mặt đưa cái mặt ra bìa rừng, có nghĩa là mình đang đi ra đó. Còn đang có mặt trên cái con đường rừng đó mà cái mặt mình nhìn vào sâu bên trong rừng, có nghĩa là mình đang đi vào nhưng mà đang đi ra. À, thì con đường tu học cũng đơn giản như vậy. Có người do cái căn tánh họ nó đơn giản lắm, họ chỉ hiểu một chuyện rất là đơn giản như thế này. À, toàn bộ vũ trụ và chúng sinh chỉ có sáu căn sáu trần, do không hiểu mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng sẽ mất đi, cho nên họ mới tham thích bám chấp cái này cái kia. Do không hiểu mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi, cho nên họ mới bất mãn cái này cái kia. Mà hãy có tham thích thì có theo đuổi, tìm kiếm, tầm cầu, xây dựng, đầu tư, và đương nhiên là khổ lụy trùng trùng. Còn hễ mà có bất mãn thì phải có tống khứ, phải có trốn chạy, phải có từ khước. Mà các vị biết mấy chuyện này nó phải dễ làm, đâu có phải là mình đi tìm cái mình thích mà nó đơn giản đâu, mà mình chạy trốn cái mình ghét nó đâu phải đơn giản đâu. Không, bây giờ tôi ví dụ nè, bây giờ tôi muốn chạy trốn cái thân xác xấu xí bệnh hoạn già khú của tôi đâu có được. Không, tôi muốn chạy trốn cái hoàn cảnh nghèo khó của tôi đâu có được. Không, hoặc là bây giờ tôi muốn theo đuổi một cái gì đó, một ước mơ nào đó, chị biết mà, trong room này trên 18 tuổi thì biết mà. Muốn theo đuổi cái gì đó mới dễ, muốn theo đuổi về tiền bạc, muốn theo đuổi sức khỏe, muốn có được một cái nhan sắc như ý, muốn có uy tín, muốn có quyền lực, muốn có chức vụ, muốn có tình cảm, cho nó phải dễ. Có nhiều chuyện không phải là bất khả thi đó, impossible nha. Yeah. Impossible, rất là khó, thậm chí là không được cái chứ, không được. Cho nên mình thấy mình chỉ hiểu cái đơn giản thôi. Thế giới này nó khổ là vì sao? Là vì nó không hiểu. Yeah, mọi thứ chỉ là nằm gọn trong sáu căn sáu trần, và không hiểu được mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Từ đó nó mới có thích cái này ghét cái kia, và có thích ghét thì nó mới có theo đuổi tìm kiếm, nó mới có trốn chạy từ chối. Mà khi tìm không được đó là khổ.
mà trốn chạy không được cũng là khổ. Mà tu tập niệm xứ là gì? Là sống chánh niệm với mình, không có đặt vấn đề cái này là ngọt cái kia là đắng, không đặt vấn đề chạy trốn cái này hay là đi tìm cái kia. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà hầu hết chúng sanh cũng đơn giản như vậy. Lúc làm biến học đó, thì nghe nó đơn giản, cái này đơn giản này thì ham lắm, nhưng mà bắt cái xếp cái chân vô là nó nảy tùm lum chuyện trong đầu. Như hồi nãy tôi nói, hoang mang nghi hoặc bao nhiêu là vấn đề, chỉ riêng về cái đời sống thường nhật của mình thôi là đã có biết bao nhiêu vấn đề để mình phải hoang mang nghi hoặc, nói gì còn những cái chuyện khác. Xếp cái chân vô là cái đầu nó nghĩ chuyện trên trời với biển. Tại sao mà người kia họ lại cư xử với mình như vậy? Tại sao người kia họ hơn mình? Tại sao cái thằng đó nó xấu tánh như vậy? Chỉ nếu mà biết giáo lý, biết cho đúng sẽ không có những cái đó. Nếu biết và có hành trì, và đằng này mình ngồi mình so đo cân đếm người này người kia, rồi mình thắc mắc về nhân sinh, về vũ trụ, về triết học, về tôn giáo, về xã hội. Mà bây giờ tôi nói bây giờ không có tin thì gì nó ai mà kỳ vậy? Ngồi thiền mà tại sao nghĩ gì mà có, cứ xếp bằng vô đi, tự nhiên nó hoang mang đủ thứ chuyện hết. Mà không có sống chánh niệm, không có sống thiền định thì không có nhận ra rằng năm triền cái luôn luôn nó vây phủ lấy mình. Mình không có ngờ, chỉ có sống tĩnh tâm, tĩnh lặng á, thì mình mới nhận ra là ở bên dưới cái đáy hồ á, nó có vô số là rác rến, lá khô, củi mục nằm dưới. Còn bình thường á, thì cái hồ tâm của mình á, cái ao nội tâm của mình nó gợn sóng mà nước đục mà rong rêu rất là nhiều. Khi mà đã là gợn sóng mà nước rồi đục mà rong rêu nữa, thì làm sao mà mình thấy cái gì ở dưới và mình tưởng là mình không có vấn đề. Ở trên đời này đó, là nó có cái có người thật sự không có vấn đề và người có vấn đề mà không biết mình có vấn đề nên tưởng là mình không có vấn đề. Hai hạng người này trên cái mặt nổi thì giống nhau, trên mặt chìm thì khác nhau. Một người là không có vấn đề, thật sự là không có vấn đề. Còn cái hạng thứ hai là có mà không thấy và họ tưởng là họ không có. Nó kẹt ở chỗ đó đó. Cho nên khi tưởng là mình không có vấn đề thì không tìm ra cái giải pháp. Đến lúc mà mình nhận ra vấn đề, đến lúc mình không có giải pháp, không có tìm ra giải pháp. Như vừa hôm tôi nói, cái vấn đề của chúng ta nó nằm ở chỗ là chúng ta không biết cái vấn đề của mình nó nằm ở đâu. Khi mà mình coi cái thật sự là vấn đề đó, mình coi nhẹ cái thật sự là vấn đề và mình coi nặng cái không phải là vấn đề, đó là một cái bước đầu cực kỳ sai lầm. Khi mà cái thật sự là vấn đề thì mình làm lơ, mà cái đúng là vấn đề thì mình lại, cái đúng là vấn đề thì mình làm lơ, mà cái không có đáng bận tâm thì mình lại bận tâm. Thế là mình đi tìm giải pháp, mình đi tìm giải pháp cho cái không đáng bận tâm, còn cái đáng bận tâm thì mình không đi tìm giải pháp. Thế là chúng ta tiếp tục lăn trôi sinh tử trong vô số kiếp, dùng cái thiên thu để giải quyết cái chuyện của từng ngày. Cái này tôi nhớ tôi nói rất là nhiều lần, dùng cái thiên thu để giải quyết chuyện từng ngày. Có nghĩa là cứ mong có cái ăn, có cái mặc, có cái nhà, có cái xe, có một tình cảm, có một gia đình, có một mái ấm, có một chút quyền lực, có một chút chức vụ, có một chút tiếng tăm. Mà tất cả những cái đó, tại sao tôi coi là chuyện một ngày, là nó có lý do tại sao tôi gọi những cái đó là những chuyện của một ngày, là bởi vì những cái này nè, nó hoàn toàn có thể mất đi trong một ngày. Hoàn toàn có thể mất đi trong một ngày. Mặc dù để tìm nó, để kiến tạo, xây dựng, đầu tư, kiến thiết nó thì mình có thể mất cả đời đó. Nhưng mà để mất nó là dễ ẹt, dễ lắm. Ai em tin? Trong đêm này ai em tin? Tôi nói cho nghe các bạn tin. Các bạn học cho nhiều, bằng cấp cho nhiều, nhà cao cửa rộng, chỉ cần mà nó nằm, chỉ cần mà nó sáng ngủ dậy mà giơ cái tay không lên là xong. Không kể là cái chết. Chỉ cần mà bị đột quỵ, chỉ cần bị trụy tim là xong. Không, đứt gân máu là xong. Nói như vậy không hề có nghĩa là tôi kêu gọi các vị buông hết cạo đầu đi tu, không phải. Đừng có bắt chẹt cái đó, nói là ông kêu mình đi tu. Không, tôi không có nói cái đó. Cứ tiếp tục tùy duyên mà làm tu sĩ, tùy duyên mà làm cư sĩ, không, tùy duyên. Nhưng mà luôn luôn canh cánh đau đáu, phải ghi nhận, phải ghi nhớ cái điều đó. Là mọi thứ có thể bỏ mình mà đi bất cứ lúc nào. Mình không có điều kiện tâm lý để làm tu sĩ thì mình tiếp tục làm cư sĩ, một làm một người cư sĩ tốt vẫn hơn là một tu sĩ không tốt, không chứ đâu có ai đâu có bắt mình phải làm người tu sĩ. Và theo trong kinh ấy, thì trong suốt cái thời gian mà tu tập 35 mật để thành Phật ấy, thì cái thời gian mà Đức Bồ Tát làm tu sĩ chỉ là 1/1 tỷ của cái thời gian làm cư sĩ.
À, chỉ là một phần tỷ thôi. À, tôi nói có chứng minh chứ phải không? Có nghĩa là trong toán á, các vị biết lũy thừa mà. À, thì một A tăng kỳ á, là 10 lũy thừa 140. Mà Đức Phật mình á, tổng thời gian á, ngày tu là 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà thường ngày chỉ nhắc có 4 A tăng kỳ, tức là giai đoạn bất thối, giai đoạn mà không có thối chuyển ý. Không có dời đổi niềm tin ý. Thì ngày được tính có 4 A tăng kỳ thôi. Thì trong 4 A tăng kỳ đó, thì trong cái thái dương hệ, cái hệ thái dương hệ này, nó hình thành rồi, nó tiêu hoại, hình thành rồi tiêu hoại. Số 4 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Mình không có nói thái dương hệ khác, mình đang nói thái dương hệ này. Thì trong suốt 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp rồi, là chỉ có 25 vị Phật thôi. Các vị tưởng tượng. Bây giờ tôi bỏ cái số chẵn, tôi lấy số lẻ thôi. Tôi lấy 100.000 đại kiếp. Các vị tưởng tượng 100.000, tức là 5 số 0. 100.000 đại kiếp kiếp trái đất mà chỉ có 25 vị Phật thôi. Thì các vị nghĩ cái thời gian mà ngày đi xuất gia được bao nhiêu lần. Tôi giả định mỗi một đời Phật thì Bồ Tát xuất gia 1.000 lần, mà tôi tin chắc là không có. À, tin chắc là không có những đó, bởi vì giáo pháp mất mà, chứ đâu có nằm ngoài chờ mình đâu. Cứ mỗi một vị Phật á, là ngày xuất gia 1.000 lần, xuất gia rồi chết, thì tu trở lại xuất gia chết. Thì 25 vị thì mới có 25.000 thôi. Xuất gia có 25.000 thôi. Mà tổng thời gian với 100.000 thì mới có 1/4 thôi. Còn đằng này là 4 A tăng kỳ. Mà mỗi A tăng kỳ á, mỗi A tăng kỳ đó là 10 lũy thừa 140, có nghĩa là 140 số 0. Mà 4 cái như vậy đó, thì các vị tưởng tượng có 25 vị Phật thì ngày xuất gia được bao nhiêu lần. Thì dĩ nhiên có những kiếp không có xuất gia làm tỳ kheo trong Phật giáo, thì ngài làm đạo sĩ. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm là cái thời gian làm tu sĩ đó, dầu là đạo nào đi nữa, vẫn là một phần rất nhỏ so với thời gian làm cư sĩ. Cho nên đừng có coi thường cái màu áo cư sĩ. Cái quan trọng nhất là mình tu học cái gì trong thời gian đó, trong thời gian mà làm cư sĩ, thời gian mà mình biết Phật pháp, cái đó mới quan trọng. Thì tùy thuộc vào cái nhận thức của mình mà mình là một người cư sĩ tốt hay là một người cư sĩ xấu, đó là do mình thôi nha. Thì hồi nãy tôi nói, tôi quay lại cái đề tài nãy, có nghĩa là có những người ở trong đời này nè, họ tìm đến với Phật pháp là để họ giải quyết những vấn đề cá nhân. Mà khi mà mình muốn giải quyết vấn đề cá nhân đó, thì mình phải có kiến thức chứ. Phải có kiến thức. Và chính vì cái căn tánh chúng sanh nó quá phức tạp đi. Chúng cái căn tánh nó quá phức tạp. Cho nên là cứ gặp mỗi một đối tượng là Đức Thế Tôn cũng lấy cái nội dung đó, cũng lấy cái tinh thần đó, nhưng mà ngài triển khai giảng dạy theo một cái cách khác nha. Tùy cái căn tánh của mỗi người mà cũng nội dung đó, cũng cái tinh thần đó, cũng cái lý tưởng đó, cũng cái ý nghĩa đó, nhưng mà ngài có cách triển khai khác, thành ra một cái pháp thoại không giống nhau. Và hôm nay bây giờ mình gọi là bài kinh á, mỗi bài kinh là nhắm một đối tượng. Mình thấy riêng cái tăng chi với bộ kinh là hết 9.000+ bài, và tương ưng là 7.000+ bài, là chỉ riêng hai cái bộ kinh đó thôi, chứ chưa có kể là 152 trung bộ, 32 đường bộ, mình mới kể nha, chưa kể đó, chỉ kể còn cái tăng chi tương ưng thôi, biết bao nhiêu kinh. Thì hôm nay đó mà không còn Phật, không còn thánh tăng nữa, thì chúng ta phải nương cậy vào trong kinh điển. Thì mình cứ ra mình học, mình coi cái chuyện đầu tiên là mình ra mình coi cái bài kinh nào mà mình thấy hiểu được và mình tâm đắc, phải có cái hiểu và mình hiểu nữa, chứ còn mình thấy thích nhưng mà không rõ thì nó nói gì cũng không được, phải hiểu và có tâm đắc. Thì mình gom lại hết mấy bài kinh đó, đọc tới đọc lui, cái nào không biết thì đi tìm hiểu thêm, học hỏi thêm ở người hoặc là ở sách. Không, rồi cứ như vậy thì vừa học vừa nghiên cứu, mà hãy có điều kiện thì tham dự các khóa thiền. Các khóa thiền là cái cơ hội để mà mình kiểm chứng lại cái mình đã học, cái cơ hội để mình nhìn lại cái bản tâm của mình, các khóa thiền. Nhưng mà quay về và tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu, có mặt trong các lớp học, không có phân biệt ai hết. Rồi cuối cùng thì trong cái mớ giáo lý mà mình học được, càng về sau tuổi đời càng lớn, thời gian thực tập tức là ở mấy khóa thiền á càng nhiều, tuổi đời càng lớn, kinh nghiệm càng nhiều,
Tiếp xúc càng nhiều thì dần dần mình mới nhận ra, qua đó mình nhận ra cái bài kinh nào hợp với mình, cái pháp môn nào nó hợp với mình. Nhưng mà chuyện đầu tiên mình phải có rồi mình mới làm chuyện chọn lựa, không? Giờ nãy tôi có nói có hai hạng người trong đời này mà khi tìm đến giáo pháp mà họ phải tinh chuyên tìm hiểu giáo lý. Cái hạng thứ nhất là cái bẩm sinh họ là cái người là người trí tuệ, là người đa văn, họ chỉ chấp nhận cái gì mà họ đã kiểm chứng, ít nhất cũng là theo khả năng của họ, không? Cái hạng thứ hai đó là học giáo lý để mà giải quyết những rắc rối của bản thân. Theo trong kinh nói, trong ba đời chư Phật có nhiều vị giáo pháp rất là đơn giản. Có những vị tịnh rồi không để lại giáo pháp, có những vị tịnh rồi để lại giáo pháp. Tại sao vậy? Là bởi vì có những thời kỳ chúng sanh họ đơn giản lắm. Khi chư Phật gặp ra, chư Phật thấy được 1.000, 2.000, 300, 700 người hữu duyên. Ngày chuyên tập hợp lại, ngày chỉ nói có mấy câu thôi. Đừng có để cái tâm nó mình như, đừng có để tâm nó như thế này, đừng có để tâm nó như thế kia, hãy ghi nhận như thế này, hãy ghi nhận như thế kia, ngài chỉ nói chuyện đó thôi, rồi ngài im lặng. Thì tự động họ cứ, họ không có hoang mang nghi hoặc, họ không có tà kiến, không có rắc rối ý hướng vấn nạn là như mình. Họ nghe rồi họ đặt trọn niềm tin rồi họ mới tu tập. Hôm qua trong bài internship á, tôi có giảng về cái chương thứ tư của bộ Bodhisattva. Trong cái chương đó nói về cái gọi là năm quyền ấy, năm quyền thì gồm có tính tấn niệm định tuệ. Năm quyền là năm căn ấy, thì mình nói gọn là năm căn, tính tấn niệm định tuệ. Nhưng mà nói rộng là làm sao, có nghĩa là tính ở đây là gì? Tính ở đây có nghĩa là cái niềm tin. Mà niềm tin ở đây nó có bốn, tức là bốn cái dự lưu phần á, bốn cái dự lưu phần á. Niềm tin không dời đổi đối với Đức Phật. Không phải tin ngài là một ông thần, ông tiên, không phải. Mình tin rằng đó là một con người đã trải qua bao nhiêu kiếp tu hành và cuối cùng trở thành một nhân cách lớn, một cá nhân đặc biệt. Cái gì ngài cũng biết, ai ngài cũng thương, và đức lành nào ngài cũng có. Và nguyên thủy này cũng chỉ là một hạt cát, và cát nó biến thành ngọc chỉ vậy thôi. Tin Phật là phải tin một cách khoa học như vậy, không có màu mè thần quyền khối hương tôn giáo ở đây. Rồi tin pháp là tin lời dạy của Đức Phật là con đường có thể dẫn đến sự an lạc ngay đời này, đời sau, và có thể dẫn đến giải thoát. Và tin tăng bảo là tin sao? Tăng bảo đây không phải là tin mấy cái người mà xuất gia, mà tin tăng bảo là tin rằng có những người bất kể tăng tục có tóc hay không tóc, có những người mà hành trì đúng với giáo pháp và được giải thoát giống như Đức Phật vậy. Đó gọi là tin này, niềm tin nơi tăng. Niềm tin nơi tăng là tin vậy. Niềm tin này nè, nó bao gồm cả mình và cả người. Niềm tin tăng là niềm tin như vậy đó, chứ không phải là niềm tin tăng là chỉ tin tưởng chư tăng là đáng kính đáng thờ lại chư tăng là phước điền, cái đó không phải. Hiểu nó nghèo lắm. Mà tin tăng ở đây là tin rằng có cái sự giác ngộ ở những người mà hành đúng giáo pháp. Tin vào cái sự có mặt, sự hiện hữu, sự tồn tại của bốn cái tầng thánh nhân. Đó gọi là tin vào tăng bảo, không? Và cái thứ tư tức là ba cái niềm tin bất thối, không có dời đổi đó với tăng bảo. Và cái thứ ba đó là giới hạnh bất hoại, có nghĩa là cái vị tu đồ quần nó giàu là cư sĩ hay là xuất gia, một khi đã họ nhận cái giới phẩm nào thì dầu chết cũng không có vi phạm cái giới phẩm đó. Đó là gọi là bốn cái dự lưu phần. Thì bốn cái này cộng lại được gọi là tính căn hay là tính quyền. Tính căn hay tính quyền. Mà cái tính căn nó chỉ được thành tựu khi mà nó được hỗ trợ bởi các cái căn còn lại, các cái quyền còn lại. Đó là niệm tấn niệm định tuệ, luôn luôn phải có tuệ nha. Cái này chánh tính á, chánh tính hay là tính căn, hay là luôn luôn phải có tuệ, phải có bốn cái kia đi kèm. Hoặc tới tấn căn cũng vậy, là tấn quyền á nó cũng vậy. Tấn quyền này nó gồm có bốn, nghĩa là sự nỗ lực chặn cái ác, nỗ lực trừ cái ác, nỗ lực tu cái thiện, mà nỗ lực giữ lại cái thiện. Tu cái thiện chưa có và giữ cái thiện đã có, thì bốn cái này cộng lại gọi là tấn quyền hay là tấn căn. Thì nó được gọi là tấn quyền hay là tấn căn là khi nào nó được hỗ trợ bởi bốn cái căn kia.
có nghĩa là sự tinh tấn luôn luôn phải có cái chánh tính. Chánh tính là niềm tin mà có trí tuệ đó, niềm tin sáng suốt đó, phải có niềm tin, phải có chánh niệm, phải có định và phải có tuệ, thì cái tinh tấn đó mới được gọi là tấn căn trong trường hợp này, phải không? Rồi niệm cũng vậy, niệm ở đây cũng có bốn, tức là niệm trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp, và chánh niệm chỉ được gọi là chánh niệm khi mà nó được hỗ trợ bởi bốn cái căn kia, tức là nó được hỗ trợ bởi tính, tánh, định và tuệ. Và định cũng vậy, của nó cũng là có bốn, tức là sơ nhị tam tứ thiền. Hôm qua tôi giảng rộng, hôm nay tôi giảng đại khái thôi. Trường hợp nào định được kể có ba, trường hợp nào được kể có bốn, trường hợp nào định được kể có năm, trường hợp nào định được kể có tám, và trường hợp nào định được kể có chín. Biết nghe kể không? Định kể có một, có hai, có ba, có bốn, có năm, có tám và có chín. Nhưng mà gom lại thì chỉ có bốn thứ thôi, tức là sơ nhị tam tứ thiền thôi. Không? Còn trường hợp nào mà kể mà mấy con số đó thì mở lắm cái lớp này, cái lớp đại chúng kể là nó nhức đầu luôn. Không? Rồi. Định có một, có hai, có ba, có bốn, có tám, có chín. Rồi, đó là định. Rồi qua tới tuệ cũng vậy. Tuệ ở đây nó cũng có bốn, có nghĩa là trí trong khổ, tập, diệt, đạo. Và cái trí này nó chỉ được gọi là tính căn, được gọi là tuệ quyền hay là tuệ căn khi mà nó được hỗ trợ bởi bốn cái kia. Cho nên quyền kể gọn á là có năm, tính tấn nhân tinh tuệ, nhưng mà kể rộng á thì nó có tới là 20, có nghĩa là lấy năm quyền mà nhân với bốn. À, nhân với bốn, vậy thì tính cũng có bốn, tánh bốn, niệm bốn, định bốn và tuệ bốn. Để lấy bốn cái này nhân cho năm quyền thành ra 20 quyền tất cả. Mà tại sao mà nó rối như vậy? Là tại vì chưa đâu, nó còn rối nữa. Trong cái bài giảng qua tôi có nói rõ, một người mà muốn tu tập giải thoát là phải biết rõ thiện ác của mình. Thiện là 14, bất thiện là 14, mà thiện là 25. Mà 25 đó trong đường trên con hành trình hành trì tu học, trên hành trình tu học nó trở thành 37 bồ đề Phật này, biết bây giờ nó 37 bồ đề Phật. Và 37 đó, khi mà nói gọn đó thì trong 37 nó gồm có 7 nhóm, không? Thì mỗi nhóm này nó chính là nội dung của nhóm kia. Rồi, chứ như năm quyền nó chính là thất giác chi, mà thất giác chi nó chính là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo nó chính là tứ chánh căn, mà tứ chánh căn nó chính là tứ niệm xứ. Nó như vậy đó. Và đặc biệt khi nói tới năm quyền ấy, hay là nói tới thất giác chi, thì hành giả tu học cầu giải thoát phải biết thêm, thứ nhất là biết rõ năm, từng cái trong năm quyền là gì, từng cái trong thất giác chi là gì, từng cái trong bát chánh đạo là gì. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, phải biết rõ những cái lý do nào, những điều kiện nào mà 37 bồ đề phần nó được hỗ trợ lớn mạnh. Và biết rõ cái lý do nào, cái điều kiện nào mà 37 bồ đề phần này nó bị sụt giảm. Mà tu phải biết cái đó. Biết, thứ nhất là phải biết rõ. Biết rõ ba từng điều trong 37 bồ đề phần là gì. Và tại sao mình phải tu học nó. Tại vì mỗi một cái thiện pháp nó đối phó với một ác pháp. Nó nói nôm na như vậy. Mà mình luân hồi là do ác pháp. Thì cái chuyện thứ nhất là phải biết rõ mỗi cái điều ở trong 37 bồ đề phần là gì. Thứ hai là biết rõ cái điều kiện, cái lý do nào mà 37 cái pháp tu đó nó bị sụt giảm. Và biết rõ cái điều kiện, cái môi trường nào mà giúp cho 37 nó được phát triển lớn mạnh, mà phải biết rõ. Biết rõ. Và trong đó có dạy rất rõ chỗ nào là hãy đề phòng, hãy cảnh giác những trường hợp mà chính mình trở thành con mồi, bị dính cái bẫy thiện pháp. Trong đó có nói rõ cái đó, dính cái bẫy thiện pháp, dính cái bẫy ác pháp thì dễ hiểu rồi, dính bẫy của thiện pháp thì ghê chứ. Tôi chỉ nói hí hí chút thôi. Tức là tu ba mớ và thấy đủ rồi, hiểu ba mớ thấy đủ rồi, thấy mình hay, giữ giới ba mớ, chánh niệm ba mớ, học giáo lý ba mớ, không là thấy mình hay. Cái đó chính là cái bẫy của cái thiện. Ngồi mà thấy nó mát lạnh, nó phỉ lạc, nó nhẹ nhẹ, nó mà mềm, đó là cái bẫy của pháp thiện, không? Đấy. Mà tại sao mà phải rối như vậy, phải sẽ phóng như vậy là bởi vì
Có những người họ không cần học gì như vậy, họ chỉ cần học cái nữa tôi nói, biết rõ thế giới chỉ là cấu tạo của sáu căn sáu trần. Mọi thứ, cả sáu căn và trần đó, nó đều do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Khi hiểu được mọi thứ do duyên mà có thì mình trừ được cái đoạn kiến. Hiểu được mọi thứ do duyên mà mất đi thì mình trừ được cái thường kiến. Đó, cái như vậy. Đang chỉ đơn giản là tu được rồi. Còn có những người bắt buộc họ phải học nhiều là vì sao? Vì nãy tôi nói có hai hạng. Hạng thứ nhất là vì họ là cái cơ tánh trí tuệ, họ chỉ chấp nhận cái con đường hành trì nào đó khi mà họ tự họ thuyết phục được họ, họ có được, họ đạt tới một cái được chiều rộng, một cái độ sâu nhất định nào đó để họ có thể được thuyết phục, tự họ thuyết phục được họ để mà chấp nhận con đường đó. Còn cái hạng thứ hai đó là học để mà loại bỏ những vấn đề của bản thân. Bởi vì khi mà dốt quá là khi trên cái đường tu đó mình tự mình phải va vấp rất là nhiều cái hoang mang nghi hoặc. Mà cái việc tưởng tượng đi trên một con đường vài cây số mà cái hoang mang nghi hoặc thì khó đi luôn. Không, nói gì một con đường tu học, mà tu cái gì? Tu cái tâm, mà tâm nó vốn là vô hình vô tướng, mà mình tu tâm rồi với một cái sự hoang mang nghi hoặc sao mà tu? Trong khi mình chỉ đi có mấy cây số mà mình hoang mang là thấy mệt rồi. Không, bây giờ mình từ điểm A tới điểm B nó có 8 cây số thôi, à, mình đi mà lòng mình không yên, mình biết cái này quẹo phải hay quẹo trái không được, không thể nào mình tiếp tục đi bằng sự hoang mang như vậy. Phải đứng lại, một là hỏi người qua đường, hai lục tung trí nhớ, lục tung trí nhớ coi trước đây mình đã đi ra làm sao, hoặc là ai đó đã hướng dẫn mình như thế nào. Và cái thứ ba hiện đại nhất, móc cái GPS ra đánh cái địa chỉ vô. Nhưng mà đại khái là mình phải dẹp cho được cái quan mang nghi hoặc mình mới đi được. Chứ còn tôi nói không biết quý vị sao, với tôi không thể nào tôi bước đi. Tôi có biết một vài người quen họ có cái tật kỳ lắm, đang lái xe có tôi ngồi ghế bên, mà họ đi tìm một cái chỗ nào đó mà cứ chạy tới vậy luôn, vậy tới tôi luôn. Tôi nói tại sao không ngừng lại, tại sao ngừng lại? Thì cái chỗ đàng hoàng tấp vô, một là đi hỏi người qua đường, hỏi dân địa phương, hai là GPS. Chứ không thế nào mà cái chạy tới nó vừa tốn xăng mà nó vừa mệt đó, vừa chóng mặt vậy, nhức đầu nữa. Không, không có, có làm như vậy, tấp vô trong lề. Tại vì họ nói không kỳ quá, mới tháng trước thì nghe coi để rảo rảo không kiếp, mà mình ngồi mình đếm là không biết họ tới luôn cả chục lần, một lần hai lần mình cứ đi tới luôn. Nó không thể tình hình thì em xong, tôi nói không thể nào mà mình nói nó gần rồi mà mình cứ chạy tới cho luôn vậy. Phải ngưng tấp vô lề đi, cái chỗ đàng hoàng tấp vào, chỗ nào được phép á mình tấp vào. Tấp vào rồi hỏi cái dân đi đường đó, mà hỏi cũng phải coi cẩn thận cái chỗ tôi đang ở này. Mình hỏi mình cũng phải lựa người mình hỏi, mình nhìn cái tướng đó mình biết đây là du khách ở xa tới, hay là mình nhìn cái tướng nó dắt chó đó là mình thấy đó là dân địa phương, chứ không phải dễ đâu. Lạc đường là phải hỏi, nhưng mà hỏi ai lại là chuyện khác nữa. Mình thấy nó dắt con chó đi là mặt màu là một, thứ hai mà mặt mình nhìn cái trang phục trên người đó mình biết nó là dân địa phương. Còn thấy nó đeo ba lô mà mắt nó giáo giác giống như mình, nhưng là biết nó cũng đang lạc giống như mình không có khờ nhiều đến mức mà đi hỏi đường một cái đứa mà nó cũng đang ngơ ngáo như mình là không được. Cho nên phải học giáo lý, nhưng mà học mà thấy khó quá thì như nãy tôi nói đó, là chuyện đầu tiên lướt bổng đầu tiên là phải nhờ thầy. Không thầy đố mày làm nên, phải có thầy. Thầy đây là sao? Thầy đây là người hoặc là sách. Có người họ hợp với sách, có người họ hợp với thầy, có người là phải cả hai. Phải có cả hai, ba trường hợp. Một là phải nhờ người, có người thì chỉ cần sách thôi, có người thì phải cả hai, vừa thầy vừa sách. Rồi mới bắt đầu đi lướt lui trong kinh sách, coi cái nào nó hợp với mình. Mình mới ghi, mình mới đem xuống, bây giờ đâu cần chép, bây giờ toàn là copy không, mình cứ đem xuống, làm thẳng một cái file mà hợp với mình á, rồi từ đó mình coi cái nào mình bí không hiểu, từ tự mình tìm tòi, hoặc là đi hỏi thầy. Mà sẵn đây tôi cũng nói luôn, là thời này, đúng, là cái gì mình cũng có thể hỏi Google được, nhưng mà thời này, ai mà biết ngoại ngữ nó thiệt thòi lắm. Đúng là thời nào cũng vậy thôi, thời nào ngoại ngữ cũng cần hết, nhưng mà đặc biệt là thời này. Bởi lý do hồi xưa đó, nó không có internet, thì cái thiệt thòi của mình nó ít. Còn bây giờ đó, ví dụ như của quyển Bát Thế Sâm Bí Đa Mắt Gái, cái bộ mà tôi đang giảng đó, giảng là chủ nhật ấy,
mình có nhiều tài liệu để mà mình tham khảo, mình nghiên cứu lắm, mà nó bằng nhiều thứ tiếng lắm. Ví dụ như các vị đọc được tiếng Tích Lan, các vị đọc được tiếng Miến Điện, các vị đọc được tiếng Thái, các vị đọc được tiếng Anh, các vị đọc được tiếng Đức, không? Tích, Thái, Miến, Anh, Đức là hết năm thứ rồi, chưa kể cái tiếng gốc là tiếng Pali, đây là sáu thứ tiếng mà nó đầy ở trên internet. À, cho nên là bây giờ là nếu mà mình không muốn học thầy mà muốn học tài liệu đó, nhiều lắm, mà nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Mà bây giờ là tôi nhớ cách đây mới mấy hôm tôi ngồi tôi dò là cái bản thảo để sửa soạn in quyển Kalama 3, quyển 2 là chắc là mấy bữa nữa có nè. Thì tôi không có làm cái chuyện mà quảng cáo sách đâu nha, cái chuyện đó nó hèn lắm, tội lắm. Nhưng mà tôi phải nói thật một chuyện, đó là bà con nên có cái bộ đó, nên có cái bộ đó, là bởi vì tôi gom kinh tạng về giùm các vị, mà tôi gom giùm. Thì trong đó lúc tôi đang dò lại cái bản thảo quyển 3, tôi gặp một cái bài kinh mà tôi rất là hoan hỷ. Mặc dù trước đây đã đọc nhiều lần rồi và chính mình khiêng vào trong cái bản thảo quyển 3, nhưng mà tới lúc mà dò lại đó thì vẫn thấy thích. Trong đó có một cái bài kinh Phật dạy thế này: này các vị kheo, một đời sống phẩm hạnh manh đã bay giác là đáng mơ ước. Một đời sống phẩm hạnh đáng mơ ước chính là được tu học với sự hiện diện của bậc đạo sư như là ta. Do đó đây là cái thời điểm mà các ngươi phải nỗ lực tinh tấn, chớ để mình sau này phải hồi tiền. Tôi nhắc lại, một đời sống phẩm hạnh đáng mơ ước là có bậc đạo sư bên cạnh. Thì dĩ nhiên hôm nay không còn Đức Phật nữa rồi, nhưng mà chí ít chúng ta còn có kinh điển, chúng ta còn có rất là nhiều cái nguồn nhân sự để mà chúng ta có thể tham khảo internet. Thí dụ như bên Mỹ cũng có, bên Mỹ cũng có những vị tăng, tôi đang nói Nam Tông đó nha, Nam Tông người Việt Nam, Nam Tông người Tích Lan, người Miến Điện, người Thái, người Tàu, người Nhật, riêng bên Mỹ đó. Bên châu Âu cũng vậy, đâu bên châu Âu tự nhiên gần chỗ chúng tôi có hai cái thiền viện. Sát bên chỗ chúng tôi đi bộ cũng tới một cái thiền viện, còn nếu đi xe hơi thì cũng 45 phút cũng có cái thiền viện của dòng chùm thiền ở Chân Cha, cách chỉ là 45 phút thôi. Cho nên tôi nghĩ đó, tôi nó hơi lạc đề một chút, bà con có cơ hội cũng nên ghé về đây một lần. Yên tâm, đừng nghĩ về đây chắc tốn kém, no, các vị về các vị ở mình mướn chỗ bên ngoài rồi đi ở rồi đã, rồi đi chơi bơi lội chèo xuồng, chụp hình leo núi chơi thác, xong rồi về khách sạn ở, rồi đi qua mấy cái thiền viện nó tu, chứ không có đụng chạm để tu, chứ không phải tôi quảng cáo cho tôi nha. Đấy, cái chỗ này nó đặc biệt, cái chỗ là bà con có thể là muốn siêu muốn đọa gì ở đây cũng tuyệt vời hết. Muốn đọa là ở đây, mà muốn chơi, muốn vui chơi, muốn shopping, muốn thể thao, muốn dã ngoại, muốn nấu ăn trong nhà là ở đây là xuất sắc. Mà muốn đó là muốn đọa đó, còn muốn siêu là ở đây quý vị muốn có một cái chỗ để mà tĩnh tâm, học hỏi tìm hiểu giáo lý, hay là kiếm cái thiền viện để mà gửi thân, tự gã mình trong ít lâu đó, ở đây có, đây có xuất sắc. Thì đây là một cơ hội rất là tốt. Bởi vì tìm được một cái chỗ như vậy mới là dễ. Nói không hoa, và bà con có thể check trên internet, cái IPN Thanh Bạc này nó là một trong những cái chỗ mà đáng được xem là đẹp nhất của thế giới, đẹp nhất. Tức là bốn mùa, các vị có thể đứng ở đây, các vị nhìn thấy bốn mùa ở đây. Bốn mùa nghĩa là mùa hè nắng rực lửa, người mình đỏ ao, nóng lực, đỏ ao như con tôm luộc, nhưng mà trước mặt mình vẫn có tuyết, vẫn có núi tuyết. Nó nóng là nóng ở dưới thôi, chứ mình nhỏ lên trên vẫn được tuyết. Mặc dù cái chỗ tôi đang đứng là 1.200 mét so với mặt biển, so với sea level 1.200 mét. Mà bốn mùa, đặc biệt là mùa thu ở đây thì nguyên một cái cõi một cái động hoa vàng đẹp rực rỡ. Thì tại sao tôi phải lạc đề như vậy? Tôi muốn nói thế này, không có tận dụng được cái cơ hội như là bài kinh hồi nãy Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, một đời sống phẩm hạnh đáng mơ ước là một đời sống phẩm hạnh có một đạo sư bên cạnh. Mình bây giờ không có đạo sư, nhưng mà hôm nay các vị ở núi ở rừng, các vị cũng có thể có internet. Ở núi ở rừng các vị có thể tìm hiểu tham khảo kinh điển một cách dễ dàng, không khó khăn. Hôm nay các vị đi đâu đó tu học, không có cần phải khiêng mang gánh vác kinh sách nặng nề. Chỉ cái một vài quyển gì mà đặc biệt tâm đắc thì đem theo cho vui, mà phải dưới 1 kg. Còn không thì coi như là
lên internet cái gì cũng có hết. Đừng có để cơ hội nó qua mất. Cơ hội là sao? Khi mà cái đầu của mình nó già rồi, không muốn học nữa. Một là không còn muốn học nữa, hai là không còn nhét vào được nữa. Đó. Và ba là có một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, ví dụ như sức khỏe nó không cho phép. Đây, nó có cái đó đấy nha. Một là không muốn học nữa, hai là học không nổi nữa, và ba nữa là thân xác bệnh hoạn. Và cái này mới đáng tiếc nè. Tôi xin nói cho những người hữu duyên thôi. Nếu Phật Pháp mà các vị học đến, các vị nghiên cứu đến một cái giai đoạn nhất định nào đó, các vị sẽ thấy tiếc. Tiếc là tại sao trước đây tôi không có biết cái chuyện này sớm hơn. Và như rất là nhiều lần tôi nói, và hôm nay tôi vẫn nhắc lại chuyện đó. Đó là toàn bộ thế giới này nó chỉ là những gì mà anh thấy được. The world is what you see. Thế giới này nó chỉ là những gì mà anh thấy được. Trong cái đầu của một anh mù á, mù bẩm sinh ấy, thì thế giới này nó chỉ là những gì mà anh sờ đụng, anh ngửi, anh nghe. Trong cái não trạng của một thằng điếc bẩm sinh thì thế giới này nó là đủ thứ hết, trừ ra âm thanh. Đấy, trong thế giới, cái trong cái não trạng của âm mà bị gọi là què cục bẩm sinh thì thế giới này là nó hoàn toàn không giống như cái thế giới của một người có tai chân lành lặn đầy đủ khỏe mạnh. Bởi vì sao? Vì từ lâu rồi anh đi đâu toàn đi bằng xe lăn, anh chỉ có lết với bò thôi. Đấy, cho nên đó là cái thế giới của một cái người mà không tự di chuyển được đó, thế giới đó nó không giống với cái thế giới của người mà đi đứng leo trèo thoải mái. Các vị phải tin chuyện đó, mà phải tin chuyện đó. Ngay cái lúc mà các vị bị nhức đầu chóng mặt, nhức răng, tiêu chảy, những lúc đó các vị nhìn thế giới này nó khác một tí. Và từ cái khác này nó dẫn đến bao nhiêu những cái khác nữa còn rất là nhiều cái dị biệt khác. Và kinh Phật là cho mình cái nhìn về thế giới, một cái nhìn mà từ vô lượng kiếp luân hồi không phải lúc nào mình cũng có, không phải lúc nào cũng có Phật ra đời, và không phải lúc nào có Phật ra đời thì mình cũng biết được chánh pháp. Nhớ hai cái chữ không đó nha. Cái thứ nhất là không phải lúc nào cũng có Phật ra đời, thứ hai không phải lúc nào có Phật ra đời mà mình cũng biết được chánh pháp, và cái thứ ba không phải lúc nào mình biết được chánh pháp mà mình cũng có điều kiện tu học. Đấy. Và cái thứ tư là không phải lúc nào mình tu học mà mình cũng có được những thành tựu như mình muốn. Dễ sợ như vậy. Tùy thuộc vào cái phước duyên quá khứ mà ta có người được gặp chánh pháp hay không. Tùy thuộc vào phước duyên quá khứ mà khi biết được chánh pháp rồi ta quan tâm cái gì. Và tùy thuộc vào cái phước duyên quá khứ mà ta quan tâm cái được, quan tâm kiểu nào, quan tâm bao nhiêu và quan tâm được bao lâu. Nghĩ cái đó mình thấy đúng không? Tôi nhắc lại nha. Do cái phước duyên quá khứ mà có gặp được chánh pháp hay không, mà khi gặp rồi mình quan tâm cái gì, quan tâm kiểu nào, quan tâm bao nhiêu và quan tâm bao lâu. Có rất là nhiều người tôi nhìn họ mà tôi tiếc, có sức khỏe, có tiền bạc, đầu óc cũng thông minh, nhưng mà nghe nói đến giáo lý họ trơ trơ, họ không thấy đó là nhu cầu. Họ không thấy đó là nhu cầu. Thì bây giờ biết làm sao vậy? Bây giờ mình đè nó ra, mình cán, mình nhét, mình thồn, mình giọng, mình vô họng nó không được, chịu thua. Dầu đó là mẹ ruột của mình, là con ruột của mình, là những người chí thân chí ái, mà khi mà họ đã gọi là vô duyên với Phật Pháp rồi thì chịu thua. Mà trong khi họ không hề hiểu một chuyện rất là đơn giản thế này: thế giới này nó tùy thuộc vào cái nhìn của mình mà nó ra sao. Mà Phật Pháp lại cho mình cái nhìn, một cái nhìn mà từ vô lượng kiếp không phải lúc nào cũng có. Dễ sợ như vậy. Mình bây giờ biết sao giờ giúp được. Cho nên tôi có một niềm tin sắc son là nếu bà con thiết tha học Phật Pháp để cầu thoát khổ, hoặc là tò mò cũng được, tò mò cũng được, mà tôi tin là có một lúc nào đó các vị khi mình biết được Phật Pháp đến một cái mức độ nhất định nào đó thì chắc chắn quý vị sẽ thấy tiếc. Tiếc là tại sao cái này tôi biết trễ quá. Và các vị hỏi tôi tuổi nào trễ hả sư? Tôi xin nói rõ, 7 tuổi cũng đã trễ rồi. Nếu mà 7 tuổi mình hiểu được giáo lý mà đúng mức thì 7 tuổi mình cũng đã tiếc. Thì tại sao kiếp trước tôi không hiểu để bây giờ tôi còn đây? 7 tuổi đó nha. Còn không đến 20 tuổi mình vẫn tiếc, 40 tuổi mình vẫn tiếc, 60 tuổi mình càng thêm tiếc. Đây, tiếc là vì sao? Tôi cách đây mấy chục năm mình không biết cái này. Nếu mà tôi biết được mấy cái này này thì đời tôi nó đã khác rồi. Có thể tôi sẽ nghèo hơn, có thể là tôi không có gia đình, có thể là đời sống tôi bây giờ nó không có được ngon lành, về vật chất nó không được ngon lành, nhưng mà về đời sống tinh thần
của tôi nó khác rất nhiều. Và các vị có thể hỏi tôi, có thể hỏi tôi hình như sư có vẻ coi nặng cái đời sống tinh thần. Đúng, đúng. Cái ăn, cái ở, cái mặc và thuốc men, đó là bốn cái nhu cầu tối thiểu của một cái kiếp người. Ăn, mặc, ở và thuốc men, chúng ta chỉ cần ở mức đủ thôi, đủ thôi. Nhưng mà cái đời sống tinh thần thì không. Đời sống tinh thần này bao nhiêu cũng là thiếu. Và tôi đã nói rất là nhiều lần, tôi nói rất là nhiều lần, giả định như chúng ta có hai người thân, một người cực giàu về vật chất nhưng mà cực nghèo về tinh thần, một người cực giàu về tinh thần và cực nghèo về vật chất, thì tôi nghĩ rằng đối với riêng tôi, từ quan điểm của tôi, từ suy nghĩ của tôi, từ lập trường của tôi, từ quan điểm của tôi, thì đối với cái anh mà giàu về tinh thần mà nghèo vật chất, tôi có thương. Có thương thấy anh nghèo mà tôi thương. Và thỉnh thoảng tùy cái khả năng tôi giúp anh ít nhiều, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới ảnh tôi chỉ có thanh thản và tôi trùm mình ngủ thẳng nhất không sợ. Nhưng mà cái người thân thứ hai lại khác. Người thứ hai cũng là người chí thân chí ái của tôi. Họ cực giàu về vật chất nhưng mà họ rất nghèo về tinh thần. Tôi ngại lắm. Mỗi lần nghĩ tới họ tôi có lo ngay ngái. Tôi ngại lắm. Tôi không biết rồi đêm nay ảnh, nếu mình có tắt thở rồi sao ta. Của cái anh này bây giờ nếu mà anh bị một cái sốc về tình cảm, về tài chính, về công ăn việc làm, rồi anh sẽ làm sao? Chẳng hạn như mùa Covid này, ai cũng có thể ra đi được hết. Và đối với cái người mà có đời sống tâm linh, có những thành tựu nhất định về tinh thần, tôi yên tâm lắm. Tôi rất yên tâm nếu đó là người chỉ thân của tôi. Còn nếu như người dân thì cái cha đó, là người sống ra, sẽ đóng chết là sao, nó mắc mới thì tôi, đúng không? Mà nếu đó là cái người mà chí thân chí ái, tôi lo lắm. Tôi lo lắm. Nhưng mà nếu đó là một cái người có đời sống tinh thần, ngon lành, có những thành tựu tâm linh này, thì nghĩ tới họ tôi chỉ có vui thôi. Có cái này, có cái ngại ngại chết cha. Biết trời tuyết gì, chảy sống trở sao ta, đó, có lo đó một chút. Hoặc là chỗ đó, biết chả có rau tươi để cho ăn hay không đó, biết chả tôi chịu, mỗi ngày có nhớ uống nước lọc nhiều, uống đủ nước lọc hay không đó, tôi, nhiều lắm tôi chỉ nhớ một chút đó, rồi tôi viết một cái email, một cái tin nhắn tôi gửi, nhắc nhở hai ba điều rồi xong. Đó là người tôi thương mà họ giàu về tinh thần. Còn cái thứ mà nó nghèo tinh thần rồi thì vô phương, vô phương cứu nổi. Vật chất cứu được, bởi cho nên tàu có ăn câu thế này. Mà hồi nhỏ tôi đọc tôi sốc lắm, tôi không có tin. Tôi nghĩ là ta nói quá, nhưng mà bây giờ già rồi thì câu đó tôi tin. Chém đầu 1000 viên tướng ngoài trận dễ hơn là thay đổi cái cách suy nghĩ của một thằng ngu. Hồi đó tôi thấy cái câu nó hơi quá. Tôi nghĩ chém đầu 1000 viên dũng tướng ngoài trận dễ hơn là thay đổi suy nghĩ của một thằng ngu. Tôi nghĩ cái gì ghê vậy ta. Thì mình ngồi mình nói chuyện, mình giải thích rồi nó cũng hiểu chứ làm cái gì mà khó như vậy. Nhưng mà không, ở tôi này tôi thấy đúng. Cái câu đó đúng. 1000 viên tướng thì là mỹ thấy ghê thiệt đó. Nhưng mà mình có thể dùng tiền bạc mình mua chuộc, có thể dùng mỹ nhân kế, có thể ly gián nội bộ, không tâm thọc, không là cho nó tan rã nội bộ, không hoặc bí quá lấy trà lên trái bông tử luyện cái đồng chết sạch đó. Nhưng mà thay đổi cái suy nghĩ của một thằng ngu thì tôi quỳ tôi lại vô phương, vô phương, vô phương. Thì 1000 viên tướng đó, mình muốn giết đó, tôi nhắc lại nó có cách, mặc dù nó khó nhưng mà nó có cách. Khó bằng trời nhưng mà miễn là có cách thì mình vẫn gọi là nó dễ hơn là cái thằng kia. Cái thằng kia là nó là vô phương, cái nó đã không thích Phật pháp rồi, nó đã không có thiết tha Phật pháp, nó không có bận tâm cái chuyện đời sau kiếp khác, nó không có quan tâm thiện ác, nó không quan tâm đời sống tinh thần. Thì bây giờ làm cái gì? Bây giờ mỹ nhân kế hả? Không được. Mua chủ tiền bạc không được. Kia xã hội đen xăm mình tới làm việc không được. Lấy bơm mà dội lên đầu nó cũng không được, bởi vì nó nghĩ như vậy rồi. Bây giờ không có cách nào hết. Trong khi 1000 viên tướng kia ta sắp trái tròn tròn liền cái đùng là sắp mất. Tôi hứa cái đó, thế giới có người làm được. Tôi không làm được, quý vị không làm được, nhưng có người làm được. Sắp nguyên trái liền xuống kiểu Hiroshima là nó chết sạch rồi. Nhưng mà cái suy nghĩ của một cái thằng ngu là tôi quỳ tôi lại vô phương. Cho nên Phật lực là vô biên, Phật trí là vô lượng, Phật tâm là vô cùng, mà không độ được người vô duyên. Chư Phật bao nhiêu là chư Phật ra đời, mà mỗi vị Phật
thì đều có Phật tâm vô lượng, Phật trí vô cùng và Phật lực vô biên. Ba cái vô nó không có thể nào mà đọ được cái vô duyên của người thằng mà nó vô phước. Nó vô phước rồi thì chư Phật là ba đời mười phương nữa là hàng tỷ vị cũng độ không nổi. Một tỷ, một ngàn tỷ độ của nó, vì nó bản thân nó mà nó đã vô duyên rồi thì không ai độ được hết. Cho nên chém đầu một ngàn viên dũng tướng ngoài trận nó dễ hơn là thay đổi cách nghĩ một thằng ngu mà càng già càng thấy cái đó đúng. Nó đã nghĩ như vậy thôi chịu thua, không? Chịu thua. Cho nên sáng nay cái mà tôi thiết tha gửi các vị một chuyện thôi, đó là vaccine không ai muốn đưa cái vai mình cho người khác chích, nhưng mà về sợ Covid mà bao nhiêu mũi cũng phải ráng mà lụi, phải lụi thôi. Chẳng những bây giờ nó chích vô vai mà những khi mà le lưỡi rồi nó chích vô lưỡi mình, tôi nghĩ cũng phải chịu. Tôi biết tôi nói là nhiều vị rùng mình, nhưng mà bây giờ các vị có chích hay không chứ tôi phải le rồi đó. Bây giờ nó nói không, bây giờ chán rồi, bây giờ không chích vô vai nữa, bây giờ le cái lưỡi ra cho lụi phát, thì tôi nghĩ chắc cũng phải le rồi. Mặc dù là nó có gọi là vãi ra quỳnh nữa thì tôi cũng phải le rồi, bởi vì nó nói chích cái đó thì mới ngừa được cái Omicron khỉ mốc gì đó, tôi phải le rồi, bởi vì không le chết sao. Mà chuyện nhẹ nhất là mới cái này, mới cái mấy hôm tôi về bên Đức tôi khám định kỳ này, thì sẵn là tôi cũng tìm một ít món nhu yếu, tôi mới ghé cho một vài cái chỗ để tôi tìm một vài món nhu yếu. Bước vô chuyện đầu tiên là nó hỏi tôi có cái certificate, có cái giấy chứng nhận mà vaccine không? Ghê, mà tôi tưởng tôi thấy tôi nản rồi đi quẹo qua chỗ khác, mua vô mua chai nước mới vừa quẹo vô, cái nó hỏi mày uống đây hay mày đi ra ngoài, tôi dùm dòm thấy nó cũng vắng, tôi nó uống ở đây, cái nó hỏi có cái đó không. Cho nên bây giờ mình nó kêu le lưỡi cũng phải chích, bây giờ không chích là không có đi đâu được hết. Và ở đây tôi có biết một anh Phật tử, không biết ảnh ai tuyên truyền ảnh, không biết mà nói là chích vô như vậy, thứ nhất là nó cũng không có ngừa được đó. Anh được tuyên truyền vậy đó, nên nó gì trời kêu em nói dạ, ảnh còn thêm nữa nghiệp kêu là phải ừ thôi. Ảnh nói chích thứ nhất là không có ngừa, thứ hai chích như vậy thì sẽ để di chứng về sau rồi sao đó. Bây giờ thì trước mắt là nó ngừa, nhưng về sau thì nó sẽ về lớn tuổi nó bị lặp lại vậy. Cuối cùng là ảnh không chích, bạn gái ảnh không chích, và ảnh thấy ảnh đã quyết định sáng suốt, ít nhất là không bị đau, thứ hai nữa là thấy ảnh thông minh. Nhưng mà cách này mới mấy hôm nó mới lòi ra một chuyện, bây giờ người nhà của ảnh gặp ảnh người ta cũng ngại, nó từ có vụ Omicron là người ta đã ngại ảnh rồi, đã ngại ảnh. Bây giờ ảnh người nhà của ảnh là người ta đã chạy mặt ảnh rồi, bây giờ ảnh đi ra hàng quán tiệm tùng nó đòi cái đó, ảnh cũng có đâu mà ảnh đưa. Thậm chí chúng tôi còn bị một lần ngay dưới chân núi này, đi với Phật tử đi vào cái quán nước, quán nước có một cái view cực đẹp, đẹp như tiên vậy đó. Mới bước vô bảy mạng bước vô, cái nó hỏi cái chứng nhận, nó phải bằng giấy mà chúng tôi họ gửi cho mình, nếu mình chụp mình screenshot đó, mình để trong phone mình ấy, mình hỏi mình móc rồi đưa, tưởng sao mình móc ra mình đưa xong rồi cái nó hỏi gì chứ có cái ID mà picture ID không, có cái giấy tờ nào mà nó có cái tên của mình để mà xác nhận cái chứng nhận đó của mình hay không, lỡ của một tí rồi tèo lấy cái xài rồi sao mà tôi đâu có nhớ. Trời đất, thế là bảy đám thất tử toàn dân phải rời khỏi cổ mộ, cái đâu có tiếp tục uống nước được. Mà thấy dễ sợ chưa, mà khổ lắm, phiền lắm, nhưng phải cắn răng mà lụi, nó lụi ở đâu cũng phải lụi hết. Đấy, cho nên Phật pháp cũng vậy, khi mà anh gọi là có nhu cầu về tinh thần, về tâm lý, về nhu cầu tu học giải thoát thì anh phải chịu cực chịu khó. Và nghe cái chữ chịu cực thì người họ sợ lắm, mà tôi phải nói thứ nhất, người có túc duyên giải thoát thì chỉ học Phật pháp chỉ đem lại cho sự an lạc, thì biết nhiều đến an lạc. Thứ điều thứ hai là khi mà nó là thứ nhu cầu á, thì mình càng đi thì mình sẽ thấy nó dễ hơn. Từ đây tôi nói một chuyện nhỏ xíu thôi, thứ gì như tiếng tàu á, tiếng Hán ấy, cái người không biết cái nhìn nó giống như cái rổ bún, giống như canh hẹ Hán đó. Nhưng mà người nào không tiếng Hán đó, biết cái chỗ này nè, nó có phép lục thư. Lục thư là sao? Tức là cái học về cái cách cấu tạo của tiếng Hán. Ví dụ như cái hai cái nét này nè, một nét là chữ nhất, hai nét là chữ nhị, ba nét là chữ tam, ví dụ như vậy. Rồi bắt đầu mình thấy chữ nữ nó gồm có mấy nét, nữ nó gồm có ba nét,
Đó, bữa đầu mình hơi khó, bữa đầu mình biết chữ nữ viết sao, mình biết cái chữ hữu viết sao, cái chữ tâm viết sao, bắt buộc phải học. Nhưng mà khi mình học được chữ nữ, chữ hữu với chữ tâm rồi đó, thì bắt đầu mình lại được thêm chữ thứ tư. À, ví dụ như chữ nữ là phụ nữ, chữ hữu là gen, là vi, là ăn co. Đấy, chữ hữu. Mà chữ nữ mình đi với chữ hữu thành ra chữ nô, là nô lệ. Rồi mình thêm chữ tâm nữa là thành ra chữ nộ, có nghĩa là giận. À, nó hay vậy đó. Nó cứ cộng vô kiểu lũy tiến, trong toán kiểu lũy tiến. Không có chữ ao bèo á, à, nó cái một mét vuông nó nở ra, nở nó mà nở bèo, nở bung bung trong một đêm nó đầy ao thôi. Đấy, đây cũng vậy. Phật pháp buổi đầu thì nó ngán lắm, nhưng mà nếu mình có nhu cầu á thì cứ học 1, học 2, học 3 ráng đi. Thì tự động ba cái này cộng lại nó ra cái thứ tư. Rồi bốn cái này mà nó cộng lên cái thứ năm thì nó ra cái thứ sáu, mình cứ cộng hoài đến một lúc nào đó là mình có đủ vốn liếng để có thể tự tu được. Tự đây nghĩa là gì? Tự đây phải là thành độc giác phải, mà tự đây nghĩa là có thể thanh thản thoải mái tìm vào kinh sách, không có khó khăn như trước đây, và càng học càng thấy lý thú, càng học càng có cơ hội để đặt chân vào cái khu rừng tâm tưởng, cái khu rừng bản thân. Ở đây bản thân mà tôi gọi là khu rừng có nghĩa là vô số những cái rối rắm của bản thân đó, giờ mình biết bao nhiêu cái vấn đề phức tạp của bản thân mình biết những cái mình học đó. Và tôi nhắc lại một lần nữa là tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ kêu gọi quý vị hãy cuồng tín, hãy cuồng tín, tin chắc 100% cái gì có trong kinh là điều sống chết phải tin, không cần logic, không cần lý luận. Tôi chưa bao giờ nói cái đó, và tôi cũng chưa, cũng sẵn nói luôn, tôi cũng có tới một núi nghi hoặc về giáo lý, chứ không phải là không có. Tôi đâu phải thánh, đâu phải toàn giác đâu, tôi có một núi. Nhưng có điều thế này, có hai cách để giải quyết một cái sự hoang mang. Một, mình thấy nó cần tìm câu trả lời thì mình giải quyết bằng cách là đi tìm đại đáp. Còn cái thứ hai, mình thắc mắc mà mình xét thấy rằng nó không cần thiết phải trả lời, hoặc là ngay bây giờ không phải lúc, thì tôi để nó sang một bên. Như vậy thì có hai cách giải quyết thắc mắc. Một là đi tìm câu trả lời, hai là để nó qua một bên, là cứ như vậy rồi đi tiếp. Và cái chuyện nữa là khi mình ý thức được rằng cái tấm thân này là gánh nặng, tấm thân này là khổ, phải ý thức được như vậy, thì tự nhiên mình thấy mỗi vấn đề giáo lý nó tháo gỡ cho mình một cái khổ. Cứ mỗi giáo lý, mỗi cái vấn đề, một cái góc cạnh giáo lý nó gỡ cho mình một cái. Và trong rừng này thế nào cũng có người thắc mắc, ủa tôi sống mấy chục năm tôi đâu có thấy cái thân này nó là khổ, mà bây giờ bắt tôi phải thấy cái thân này là khổ, làm sao tôi chấp nhận được? Dạ, tới chỗ này thì phải qua hành trì, phải là sống chánh niệm nữa. Chỉ còn lý thuyết, có nhiều cái lý thuyết không giải quyết được. Đây, anh muốn làm cái gì trong giáo pháp này, chỉ đầu tiên là anh phải thấy được mọi hiện hữu là khổ. Cái này tôi nói trước tôi mòn cái mỏ luôn, nhưng mà muốn thấy được cái đó phải sống chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Làm gì biết cái đấy. Tất cả hoạt động, tâm trạng, cảm xúc, tôi nhắc lại, tâm hoạt động lớn bé, tất cả tâm trạng, tất cả cảm xúc đều phải được ghi nhận. Mình đang khó chịu, mình đang dễ chịu, mình đang giận, mình đang tham, viết rất rõ. Với cái biết đó tự nhiên các vị sẽ rút ra một cái kinh nghiệm, rút ra cái kinh nghiệm. Mà tôi chỉ nói thôi, chứ còn cái lúc đó các vị tự thấy thì các vị mới thấm. Chỉ đầu tiên, thấy trong một giờ đồng hồ, tới một ngày, trong một giờ, là thấy cái thiện nó nhiều hơn cái ác. Đây. Thứ hai, thấy cái khó chịu nó nhiều hơn cái dễ chịu. À, thấy chưa? Đó là hai cái đã thấy đầu tiên đó. À, cái thiện nó nhiều, cái ác nó nhiều cái thiện rồi đó. Cái suy nghĩ là bậy nó nhiều, cái suy nghĩ đàng hoàng, sạch sẽ, phải không? Rồi cái điều thứ hai mình nghĩ họ mình thấy được một chuyện khi mình theo dõi mà. Thì mình thấy được là cái ác nó nhiều cái thiện, rồi cái khó chịu nó nhiều cái dễ chịu. Và cái thứ ba mới ghê. Cái thứ ba là nó mới gần nè. Thứ ba mình thấy ồ thì ra mình là đồ rác. Mình tên là Lê Thị Hồng Ngắm, 38 tuổi, đó là cuộc đời nó gọi mình như vậy. Chứ thật ra không hề có con loan, con cúc, con gấm, con hương gì hết. Tất cả chỉ là sự lắp ráp của thiện, ác, buồn, vui. Cái trước không phải là cái sau, cái sau không phải là cái trước. Nhưng mà có thể là do tụi nó giống nhau, cho nên nó tiếp nối nhau, và mình ngờ rằng, mình hiểu lầm rằng nó có một
cái duy nhất nó kéo dài từ giây phút này qua giây phút khác. Thế là mình mới có cái ngộ nhận rằng tôi vừa buồn 15 phút, tôi vừa vui 15 phút, tôi vừa sung sướng 15 phút, tôi vừa đau đớn 15 phút. Không hề, thứ nhất là không có cái tôi rồi, nó đồ ráp mà. Thứ hai, không có bao giờ có cái vui buồn nào 15 phút hết, mà nó biến diệt liên tục trong vô số sắc na. Và vì nó tiếp nối nhau với một cái tốc độ quá lẹ đi, cho nên mình tưởng nó là một, chứ còn nó là từng cái chấm 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 thôi. À, nó từng cái chấm thôi. À, và những nhiều cái chấm nó ráp lại thành là một bức ảnh, và mình gọi đó là bức ảnh đẹp. Bức ảnh đó là mình tóc dài, mặc áo trắng áo nâu, mình mang giày bốt, mình mang kính cận, mình mang kính màu. Mình cứ tưởng thật ra rọi lớn nó ra 1000 lần thì nó không còn kính màu, không còn dây nịch khăn tròn, không còn áo tím áo nâu, mà nó chỉ là những chấm 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 thôi. Mà cái này nè là chỉ có hành giả mới thấy được, phải có quán chiếu như vậy đó thì mới thấy thân là khổ, thân là gánh nặng nha. Chỉ còn nếu mà không có thực tập, không có thực tập từ trong thực tế thực tiễn, đừng hòng cứ tối ngày cứ nghe nó phải thấy thân này là khổ, thấy thân là gánh nặng. À, nhưng mà mình không có tu tập chánh niệm không có dịp thấy đâu quý vị. À, có sống chánh niệm quý vị mới thấy cái thân này nó là gánh nặng thiệt. Nặng là sao? Ăn là phải đánh răng, ngủ về phải đánh răng, mỗi ngày phải tắm, ở giờ lắm mùa đông cũng phải 1-2 ngày phải tắm, áo quần không tắm cũng phải thay. À, là gánh nặng rồi. Không ăn á thì nó đói, mà ăn nhiều nó nặng. Không ăn thì nó không uống thì nó khác, uống nhiều thì nó phải bài tiết, đó là gánh nặng. Nặng lắm quý vị, nặng lắm. Người lúc nào cũng phải có mùi, bất tịnh, da khô, gầu, cháy, không? Luôn luôn mà luôn luôn. Nhà cửa phải luôn luôn dọn dẹp chứ không ở được. Mà bao nhiêu gánh nặng của nhà, cửa, xe cộ là ở đâu nó ra? Do cái cục thịt mấy chục ký này ra. Nếu không có cái cục mấy chục ký này thì không có xã hội, không có thế giới, không có bao nhiêu phức tạp mà mình thấy. Chính vì mấy chục ký này nè mà nó mới có bệnh viện, nó mới có viện bảo tàng, nó mới có nhà hát. Phải có cái đứa chịu nghe thì có người mới chơi nhạc, có đứa chịu nhìn người ta mới vẽ tranh, không? Phải có đứa bị bệnh người ta mới làm bệnh viện, phải có đứa ăn uống người ta mới làm cái chợ thực phẩm, vân vân và vân vân. Tất cả là từ cái cục mấy chục ký lô này. Và mấy cái cục này nè, ngày nào nó cũng có vấn đề hết. Nhẹ là bài tiết, bất tịnh, ăn uống, không? Còn nặng á, là bệnh này bệnh kia, và cuối cùng nó đi đến chỗ già, và cuối cùng là nó nằm liệt rồi nó chết. Còn không nữa thì nó kết thúc bằng một cái tai nạn, một cái bạo bệnh nào đó, nó được khỏi nói rồi, nghe không? Nó là rất nặng. Và tôi đã nói 1000 lần, hơn 1000 lần là nếu mà bây giờ mình có thể thò tay mình bấm cái nút mà để đổi qua cái xác khác là mình đã bấm rồi, không? Mà tại vì mình không phải hành giả tứ niệm xứ, mình quên đi, mình cứ lo mình chăm chút cái xác mấy chục năm cũ xì này. À, mà nội mình nhìn một cái người già là mình đã thấy rồi. À, mà mỗi phút trôi qua nó khổ biết là bao nhiêu, không? À, khổ biết bao nhiêu. Nếu mà chúng ta bấm một cái nút để đổi cái xác mới là đổi liền. Như tôi bây giờ nếu bấm một cái mà tôi trở thành một làn khói là tôi bấm liền. Tôi khoái giấc dưỡng lắm, ai sợ giấc dưỡng thì tôi khoái lắm. Tôi khoái giấc dưỡng như một làn khói đầu gền cuối bãi gì đó, tôi khoái lắm, không? Tôi khoái từ cái ngọn núi này, cái làn khói này nó bay qua ngọn núi kia, từ dưới hồ nó lên núi, từ núi nó xuống thung lũng, tôi mê nó lắm. Chứ tôi sợ cái cục mấy chục ký lắm, tại vì tôi biết chắc chắn là trong vài tháng nữa, vài năm nữa, 20 năm, 30 năm nữa là cái cục thịt mấy chục ký này chắc chắn là nó phải có lúc nó vỡ nợ, nó phải có lúc vỡ nợ để gì, để cho tôi đi chứ, đâu phải gây gây mà tôi đi được. Tôi biết chắc chắn 1000%, 1000% là phải có lúc tôi phải đối diện với một cái thân xác mà tôi chán sợ ê chề, chắc chắn. Bây giờ tôi còn đi được, bây giờ tôi còn tự chăm sóc tôi được. Tôi sợ có một ngày mà đi mà phải nhờ người đẩy xe, hoặc là còn tệ hơn nữa là không có đi luôn, cứ nằm vậy đó rồi ú ơ ú ớ chảy nước miếng vậy đó, nói chuyện bằng ánh mắt thôi, ngứa gãi được. Rồi tôi còn biết nhiều chuyện động trời đó, trong nhiều những cái nhà già bên Mỹ, tụi Mỹ đen ác lắm, nó hầu mà nó bực, nó lén nó nhéo, nó làm đủ thứ, không để lại dấu vết, nó sợ để lại vết bầm ấy. Thì nó không dám.
mà nó nhéo, nó ngắt, rồi nó xô, nó đẩy, rồi nó nói nhiều cái câu trời ơi đất ơi, ghét tạt nước vô mặt mình cũng được đó. Mà tao không có tên, không có tin, tôi nghĩ là Mỹ là siết pháp trị, các chị nó có, nó làm sao không để lại dấu vết thôi, mà mình nói mà đâu có được. Dĩ nhiên nó chỉ làm cái đó cho những người già, người bệnh nào mà không có khả năng tố giác, khổ bệnh. Mà bây giờ thì chưa, mình là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, chưa có sợ. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất là muốn học giáo lý là mình phải thấy cái nhu cầu học giáo lý. Mà muốn có được cái nhu cầu đó đó là mình phải thấy được rằng là mình đang ở trong tình trạng cần được giải thoát. Mà tại sao nó cần được giải thoát là bởi vì nó là một gánh nặng. Mà muốn thấy nó là một gánh nặng thì anh bắt buộc phải sống chánh niệm. Phải sống chánh niệm. Dù mình có tệ lậu cỡ nào đi nữa, mình cũng phải tin một điều là sống sướng không bằng chết sướng. Tệ cách mấy, ngu cách mấy cũng phải nhớ rồi. Sống sướng cách mấy vẫn không bằng chết sướng. Chết sướng là sao? Chết sướng là ra đi trong cái sự thanh thản, bình tĩnh, không sợ hãi, không tiếc nuối. Tôi nhắc lại một lần nữa, sống sướng không có bằng chết sướng. Mà muốn có được cái chết sướng ấy là anh phải sống đàng hoàng. Sống đàng hoàng mới cũng phải chết sướng. Ok. Bữa nay một cái đề giảng này tôi không biết cái đề tài đó là cái gì, nhưng mà đó là những cái gì mà tôi thiết tha muốn gửi đến bà con và mong trong cái mùa Covid này chừng đó để bà con có cái bỏ túi. Ok, chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúng con tri ân sư.